Hi, xin chào các bạn, mình là Thanh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó là Nokia. Thì nhìn đơn thuần thì nó chỉ là một điện thoại Nokia bình thường thôi, nhưng mà nó có một chức năng rất là đặc biệt, đó là đánh bài bịp. Đó. Cái chức năng nó hoạt động như thế nào, cách chơi như thế nào thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn hình dung được. Thì như mà trên màn hình thì các bạn đã thấy ha, tất cả dụng cụ của chúng ta đây. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu đến các bạn, đó là một cái điện thoại Samsung. Thì đây là cái điện thoại trung tâm, thì nó sẽ nhận thông tin và nó sẽ xử lý thông báo vào cái tai nghe này. Thì đây là một tai nghe Bluetooth không dây. Thì một tí nữa mình sẽ test và sẽ cho các bạn thấy điện thoại trung tâm này cách thức hoạt động như thế nào. Và ở đây nhân vật chính của chúng ta là cái điện thoại 1280. Thì đây nó ngụy trang, nó được ngụy trang là một cái điện thoại 1280, nhưng thực sự đây là một cái máy soi. Đó, cái máy này nó soi để nó phân tích, nó tính toán, nó đọc được cái phần bài để nó báo và qua cái điện thoại trung tâm này. Thì điện thoại trung tâm này nó sẽ xử lý và nó sẽ thông báo qua một cái tai nghe để cho mình biết cái ván bài đó ai người nào thắng, người nào thua như thế nào, để mình biết cách mình giải quyết. Rồi, không dài dòng nữa, mình đi thẳng vào vấn đề để mình cho các bạn thấy cái hiệu ứng của nó như thế nào. Bài thì nhắc lại đến các bạn là bài là phải bắt buộc phải là bài của nó. Các bạn mua cái bài ở ngoài tiệm tạp hóa hay là ở ngoài chợ thì không xài được nha các bạn. Vì bài nó làm là bài mã vạch để nó đọc, nó nhận dạng ra được thì phải buộc phải đi theo của nó, chứ mua ở ngoài thì không được nha. Bài thì cũng giống như bài bình thường thôi, không khác gì. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào mình test thử cho các bạn coi. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái điện thoại trung tâm này lên và mình sẽ không dài dòng, mình đi thẳng vào vấn đề. Mình sẽ vào phần mật khẩu để mình đăng nhập. Thì chỉ có mật khẩu mới đăng nhập được cái phần quản trị game này. Thì bây giờ mình đã setup một cách, đó là mình cài đặt để cho tất cả mình, mọi người ở đây mình ghi hình để cho mọi người thấy được cái hiệu ứng của nó. Còn mà khi chơi thì các bạn phải chuyển qua cái chế độ tai nghe này để các bạn nhận thông tin chỉ riêng một mình bạn biết thôi. Đó. Rồi bây giờ mình vào phần này, mình không đi vòng vòng. Khi các bạn mua hàng mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết nha. Còn ở đây thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Bắt đầu chơi. Thì để cái điện thoại trung tâm này ở đây để cho mọi người cùng thấy. Nhưng mà khi chơi thì các bạn tắt nguồn cái điện thoại này, điện thoại trung tâm này các bạn bỏ trong túi. Đó, mình đã vẫn để cái điện thoại trung tâm này ở đây. Đó, mình đã giới thiệu cho các bạn biết tất cả những cái dụng cụ ở đây. Đó, và bây giờ mình đi vào, mình chơi một cái ván bài để cho các bạn hình dung nó như thế nào. Đó, cái ván bài này thì mình là người cầm cái. Đó, thì mình làm bài, mình sóc bài lên. Sau khi mình làm bài, mình sóc bài lên, mình để bài xuống để cho người ta sẽ kinh bài mình. Như ở đây người ta kinh bài một cái 2, 4. Máy nó báo 2, 4. Mỗi lần ngắt bài một phát là nó sẽ báo 2, 4 là như thế nào. Thì mình chia cái phần bài này ra để cho các bạn hình dung ra được 2, 4 là như thế nào. Này, bằng hết cho các bạn nhìn ha. Rồi, hồi nãy mình chia cái dòng bài như thế này đúng không? 2, 4, nó đọc 2, 4 là các bạn như thế nào bạn nhìn ạ? 1, 2, 3, 4. Nó đọc 2, 4. 2 có phải là 6 điểm không? 4, 2 điểm. Hai thằng này là hai thằng nhỏ nhất. Vì máy nó đọc, nó phân tích cho mình biết là 2, 4. Theo cái dòng tròn như thế này, nhà số 2 là nhà lớn nhất, nhà số 4 là nhà nhỏ nhất. Đó là như vậy. Thử làm một lần cho các bạn xem. Bây giờ mình đang chơi 4 nhà đi. Bây giờ mà đánh bài cào mà. Thì bây giờ có một thằng nó nhảy vô nữa. Thì cái nút nguồn, ủa xin lỗi các bạn, nút âm lượng ở đây nè. Đó, mình tăng nó lên, tăng cái nút âm lượng ngay chỗ vị trí này thì nó sẽ lên người. Bây giờ là 5 người nè. Đặt vào bài xuống như thế nào, mình cầm cái tiếp tục nha. 4, 5 đúng không? Ngắt bài nè. Ngắt bài tiếp đi để cho nó ra thằng khác. 2, 5
2 năm. Chia bài nè. Hai năm, hai chín điểm, năm bảy điểm, tất cả bàn này nhỏ hết. Thì như nãy giờ á, mình đã test cho các bạn hai cái ván bài để mình biết được cái độ chính xác của cái máy này, nó phân tích, nó tính toán như thế nào. Thì để tiếp tục thì mình test cho các bạn một cái ván bài này, nhưng mà cái ván bài này mình không cầm cái. Thằng ví dụ bây giờ mình ví dụ cho thằng này nó cầm cái đi, thằng này nó cầm cái đó. Và mình chơi 5 người thì thằng này nó cầm cái nha, và nó làm bài, nó sóc bài lên, nó làm bài gì kệ nó. Xong bây giờ nó đặt một bài xuống, nó đặt một bài xuống đi, vị trí nào cũng được tùy nó đó. Nếu mà nó đặt ở đây, máy nó đặt 2 3 nè, 2 3 mình ngắt bài ra nè, 1 3 thấy nó không, mình không có lợi. Thấy mình không có lợi vì máy nó, mình ngắt bài rồi, nhưng mà máy nó đọc là 1 3, nhưng mà nó cầm cái nó chia bài. Khi mà nó chia ra 1 3 là chắc chắn là nó lớn rồi đó. Mình nó chia ra đi, mình sẽ thua nó ngay. 1 3 ra 1, nó 8 điểm nè, thằng này 1 điểm, thằng này 8 điểm luôn, thấy chưa? Mình sẽ thua nó tại nó cầm cái mà, như vậy là mình đã thua rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ xử lý như thế nào đây? Đó, bây giờ làm bài để xuống nè. Đặt bài xuống. Đó. Nhắc bài ra nè. 2 5. 2 5. Đó. Để nó chia đi. Mình là nhà số 5 nè. Nó cầm cái mà máy đọc 2 5 là nó chắc chắn là nó sẽ chết rồi. Mình là nhà số 5 nè. Hai năm cái nè. Ô wow, cái tới 7 điểm luôn nhưng mà vẫn thua nè. 2 năm nè, nhà số 2 nè, 9 điểm nè, nhà số 5 nè, 8 điểm, thấy chưa? 2 5 đấy. Chính xác tuyệt đối nha các bạn. Thì bây giờ nó về đây đi, cái nó về đây đi, thì mình ở đây, mình ở vị trí thứ mấy? 1 2 là mình về vị trí thứ ba rồi đó. Đó, bây giờ cái nó về đây đi nè. Cái nó về đây, nó làm bài, nó xốc bài lên. Và nó đặt cái bài xuống cái cặp như đây. Thì mình sẽ xử lý như thế nào, giống như nó đặt xuống như thế này nè. Thấy chưa? Thì trường hợp này nó đặt gần quá, máy mình nó tính toán không có được do nó cận quá. Nhưng mà xong bài ngồi chơi xa xa nha, chứ đâu ai ngồi gần nhau như thế này. Đúng không? Đó, mình giả vờ lúc này mình sửa cái điện thoại của mình cho nó xa xa ra ngoài một xíu. Đó. Do nó rồi, ngắt bài nè. 3 2. 3 2. Đó. Chết rồi. 3 2. Nó đầu từ thằng này cầm cái 1 2 3. Đúng không? Chia nè, 3 2 đúng không? Đấy, 3 2, 9 điểm, 8 điểm, 2 điểm, 4 điểm, à, nó 7 điểm luôn mà nó vẫn thua. 3 2, vì máy mình tính toán cho mình biết 3 2. Đó, mình di chuyển cái điện thoại này mình di chuyển được mà. Yeah. Rồi, để bây giờ mình test lại một ván cuối cùng để cho các bạn. Đấy ha. Rồi. Bây giờ cái nó về đây đi, cái nó về, bây giờ nó về vị trí này đó, nó làm bài, nó sóc lên thì mình sẽ là nhà số 2 đó. À, tại vì cái nó về đây rồi nè, nó chia bài thì mình sẽ nhà số 2 đó. 5 1, ngắt bài nè. 2 1 2 1 2 1 2 1, thì chia cái phần bài này ra mà bắt đầu từ đây là 1 2 3 4 5, mình máy nó đọc 2 1, chơi nó luôn. 2-1 là mình thắng nó rồi. Chị nhiều vậy. Ờ đúng rồi, đúng rồi. 2-1 đúng không? 2 là 7 điểm nè, 1 5 điểm. Mấy này kệ nó, không cần biết. Này 4, này 1, này 1. Thấy chưa?
Rồi, kết thúc cái video tại đây. Nếu mà các bạn mua hàng thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn một cách nó chu đáo hơn nha, chỉ cho các bạn cách cài đặt máy như thế nào đó, và sẽ kết nối với cái tai nghe Bluetooth này để cho các bạn nghe chỉ một mình thôi, chứ không phải như nãy giờ mình test thử là mình mở chế độ loa để cho mọi người nghe. Còn khi mua hàng thì sẽ được kết nối với cái Bluetooth này. Đó. Bài thì nhắc lại các bạn là bài là 80.000 một bộ. Đó. Còn những cái dụng cụ này thì các bạn nên kết bạn Zalo với mình hoặc là Facebook để mình sẽ báo giá cho các bạn chi tiết những cái dụng cụ này, vì nó mỗi thời điểm nó giá nó lên cao hoặc nó xuống thấp tùy theo thời điểm. Còn bài thì nó không thay đổi, bài thì 80.000. Rồi, ok, kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bạn nha.